đẹp. Giờ này nó còn đẩy bằng tay. Gái gì mà nó mạnh dữ vậy? Người đổ xăng, người đẩy xe, người lấy hành lý. Đây là một cái phi trường nhỏ nên bởi vậy nên tất cả dùng cũng giống như hồi xưa, nó gọi là old school, giống như hồi xưa cái gì cũng là menu bằng tay nó kia. Nhưng mà thú ra thì thật sự những cái này mới thấy nó thú vị hơn là những cái đời mới, nó làm lại cho mình nhớ lại hồi xưa cái thời còn bé đi Tân Sơn Nhất cũng hai lần, năm 1972 đi Pleiku và lúc bay về. Thank you.